Đến hết quý 1 năm 2023, tổng số khách du lịch đến tỉnh Kon Tum đạt hơn 600.000 lượt người, trong đó khách quốc tế có 450 lượt người. Với lượng khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2023 đã đem lại tổng doanh thu gần 250 tỷ đồng. Dịch vụ lưu trú, nhà hàng, các điểm du lịch, các cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, lữ hành, công suất phòng đạt 65%. Thời gian qua, hoạt động phát triển du lịch luôn được tỉnh Con Tum quan tâm đầu tư, trong đó đẩy mạnh quảng bá, quản lý hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng, phục vụ, góp phần thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2023, với đợt nghỉ lễ kéo dài, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn tại các địa phương. Nổi bật là khu du lịch sinh thái mang đen hay tham quan vườn sâm Ngọc Linh.